Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang đứng ở bên cạnh ở sân vận động Thường Châu, nơi chỉ một tiếng nữa thôi là diễn ra trận đấu chung kết, trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam. Và để tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam thêm phần máu lửa thì chúng tôi đã đi rất đông với lực lượng cổ động viên hùng hậu và hứa hẹn sẽ mang đến hơi nóng để sưởi ấm cho các cầu thủ trong trận đấu quyết chiến này. Và các bạn biết không, đây còn có cả một cổ động viên lão thành cách mạng của Việt Nam nữa. Bác đến từ Mỹ nhưng mà về Việt Nam để cổ vũ cho đội tuyển lần này rất xa xôi. Thời tiết thì đang cực kỳ căng thẳng bởi vì là các bạn thấy mưa tuyết rơi cực kỳ nặng hạt. Và đây chính là Thường Châu chứ không phải là ở Moscow đâu các bạn. Trời tuyết mưa răng răng, mưa ngập trắng con đường vào Việt Nam ơi, cố thêm một lần thôi, niềm khao khát cháy bỏng hôm nào chỉ một lần chợt dâng lên cao, mặt trời tuyết rơi đây một tràn đầy niềm tin chiến thắng này. Trời tuyết rơi đặng cùng trời, như ngọn lửa truyền bao la.